Gì? Tao nhớ cô quá. Trời ơi nhớ cô. Chị nhớ. Con Nắng, người ta có chồng rồi đấy. Mà sao mấy hôm nay cháu không thấy cô đi qua nhà cháu? Ui giời ơi cháu ơi, dịch giả lắm. Mà cô đang tu luyện cái chế độ nó bất tử. Không có cái con Covid nào được một người cô được hết. Nhưng mà sao giọng cháu nghe lạ nhỉ? À cháu mới dậy thì được mấy hôm. À dậy thì á? Dạ bà dạ. Thế thì ăn uống cho đầy đủ chất dinh dưỡng nha. Thế à? Thế thì cháu mời cô vào nhà cháu luôn. Nhà cháu là đồ ăn ngập tràn luôn. Tôi ra luôn, ra luôn. À luôn. Thế cái xe cô. Vào. Mời cô. Mời cô mời. À, tuyệt vời quá. Cháu mời cô vài bữa cơm. Mà này bán gì? Ý thì quên. Dịch giả uống nhiều nước nha. Vâng ạ. Ở đây là bao nhiêu cân đây? Bây giờ cô trả bao nhiêu cũng được. Để con xem là mấy chai nào. Cái gì đây? Cháu ép không vô rồi. Ép không mà nói gần thế. Mình nhớ bạn đâu hết.